Chị pha cacao hả? Ừ, chị pha cho em với Lam Chi nè. Lam Chi đâu? À, Lam Chi chút nữa xuống đó chị. Vậy em uống đi. Uống rồi nhớ đánh răng nha. Dạ. Cẩn thận đó. Thơm quá à. Lam Chi, chị làm cacao cho em nè. Uống xong em cũng nhớ đánh răng nha. Em biết rồi, chị khỏi cần nhắc. Nóng chết đi được. Bộ nóng lắm hả em? Ông ta chở đó mà. Chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi, có chị, sao không? Chị không sao, chị không sao. Trời ơi, sao nó lan ra to quá vậy nè? Không sao đâu, chị xức thuốc lát là bớt à. Cái này chắc là sẽ để lại sẹo đó. Hay là chị đi bệnh viện đi. Chị bị nhẹ mà, đi bệnh viện làm gì? Nhẹ cũng phải đi chứ. Hay là tại chị không có tiền. Làm gì có chuyện đó. Tâm ý à, cô đi tới ngày mai cũng mới về. Con ở nhà giúp cô lo cho mấy đứa nhỏ nha. Dạ, con biết rồi cô. Làm chi, ở nhà phải ngoan nghe chưa? Dạ. Thôi ông đi nha. Dạ. Chú đi nha, ba đi nha con gái. Bye bà. Bye con. Dạ, con chào mọi người. Con chào mọi người. Mọi người đi cẩn thận nha. Chị ơi, em muốn ăn chú chiên, mình làm chú chiên ăn ha. Ờ, chắc là để sau đi. Chị còn phơi đồ với lại đi siêu thị nữa. Dạ. Làm chi, à, để chừng nữa chị làm cho chú chiên cho hai đứa luôn nha. Dạ. Nè chị ban chủ kia. Hả? Chị đi đâu á? Ờ, chị đi siêu thị, có gì không? Em muốn uống cacao nóng, pha cacao cho em. Em muốn uống cacao hả? Chị nhớ là phải pha cho xong rồi mới được đi. Ừ, chị biết rồi. Em làm gì đây vậy? Em cho chị nè. Ừ? Con heo này là của em mà. Chị lấy cái này đi bệnh viện yêu cầu bác sĩ khám cái chân cho chị nha. Hả? Ngày mai chị đi bệnh viện khám đi. Bộ nóng lắm hả em? Ông ta chở đấy bà. Chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi, có chị, sao không? Chị không sao, chị không sao. Chị bị nhẹ mà, đi bệnh viện làm gì? Nhẹ cũng phải đi chứ. Hay là tại chị không có tiền. Làm gì có chuyện đó. Lam Chi, à, để chừng nữa chị làm cho chú chiên cho hai đứa luôn nha. Dạ. Chị Tâm Ý. Ủa, Nguyên, cậu mới đi học về hả? Dạ, chị đi đâu vậy? À, tôi đi siêu thị. Em muốn uống cacao hả? Chị nhớ là phải pha cho xong rồi mới được đi. Chị biết rồi. Cần đi bệnh viện đâu mà. Tại chị không có tiền nó mới nói vậy thôi. Chị nhận đi mà. Thiệt mà. Tại vì á, chị bị không có nặng cho nên là không cần đi bệnh viện đâu. Thiệt không? Thiệt mà. Mà bộ em lo cho chị hả? Lo gì? Còn lâu quá. Chị cảm ơn nhiều nha. Đã nói không có lo rồi mà. À, mà sao phải ra tận đây đưa cho chị vậy? Tại em sợ con Tâm Anh biết, nó tò mò. Mà sao vậy? Chị định nói cho nó nghe hả? Chị mà nói cho nó thì biết rồi. Em nha. Chị hứa là chị không nói với Tâm Anh đâu.
Thôi đi về đi, rồi chị đi siêu thị về á, chị mua thịt chị làm sườn nướng cho nha. Ôi yeah, chị nhớ làm nhiều nhiều lắm nha. Ừ, chờ làm chị ăn bể bụng luôn. Yeah, đã chứ. Chị có sao không? Ủa sao còn không đi học? Sao em ở đây? Cái câu này tính ra em phải hỏi anh mới đúng á. Mà sao anh cứ ớt ha ớt hở, thở y chang như bò luôn vậy. Tấm hình hôm trước chụp ở lớp được đăng lên trang của trường rồi đó. Đẹp lắm, nhiều đứa comment nữa. Bạn vào coi đi. Mượn laptop của anh hai coi mới đã. Ây da, cái con nhỏ này có sao không? Ủa Lâm Chi, làm sao được? Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi. Mẹ ơi. Ê, Lâm Chi, tỉnh lại đi con, đừng có làm ba sợ mà. Lâm Chi, Lâm Chi ơi, Lâm Chi, tỉnh đi con. Chi ơi, bạn có sao không Chi? Lâm Chi ơi, tỉnh lại đi Lâm Chi. Nó chạy rồi kìa. Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi, con tỉnh rồi hả? Lâm Chi, Lâm Chi, hồi nãy con bị ngất xỉu á, con có nhớ gì không? Ngất xỉu hả? Ừ. Nhưng mà tại sao con lại ngất xỉu? Hả? Cũng tại cái thằng này hết nè. Dạ. Con đi đứng cái kiểu gì mà để cho em xỉu vậy hả? Đâu phải tại con đâu, là nó tự nhiên nó chui vô. Cái đầu con xương cục mà. Mày im đi. Ông phần quá. Chi con, con có nhớ gì không Chi? Dạ thưa ngoại, con không nhớ gì hết. Ủa mà tự nhiên sao con lễ phép bất tử vậy? Tại sao vậy ông ngoại? Gọi liền cho thằng sĩ nó về cho ba gấp, mau lên. Chị ơi chị, con bị sao vậy Chi? Con đừng làm ba sợ mà Chi ơi. Chị ơi, đừng làm mẹ sợ mà Chi. Lập không Chi. Không sao đâu, ba đừng có lo cho con. Không sao đâu, mẹ đừng lo cho con. Nhưng mà chị này là ai mà nhìn lại quắc bạn này cũng vậy nữa. Là chị Tâm Anh với lại Tâm Ý ở trong nhà mình mà. Đúng rồi đó con. Con nhớ hả? Chị ơi. Mình không có nhìn lén đâu. Mình chỉ coi bạn còn đau không thôi à. Bộ mình có quen biết với bạn hả? Tụi mình là bạn đúng không? Đúng rồi. Bạn học chung trường, chung lớp với mình á. Thiệt hả? Vậy bạn vô đây đi. Bạn đứng ngoài đó mình khó nói chuyện lắm á. Bạn kêu mình vô đây á hả? Đúng rồi. Mình đang bụng muốn chết, không có ai chơi đây nè. Bạn vô đi, hai tụi mình chơi đồ hàng hay là chơi búp bê. Bạn cho mình chơi thiệt á hả? Thì bạn nói tụi mình là bạn mà. Mình xin lỗi, mình không nhớ gì về bạn hết. Không sao đâu mà. Bạn không nhớ cũng đâu có sao. Bộ mình có chơi thân với bạn hả? Hả? Có thân không ta? Mình có cảm giác bạn rất là quen. Thôi bỏ qua đi, bây giờ hai tụi mình chơi búp bê nha. Với tình hình này là Lam Chi của chúng ta bị mất trí nhớ tạm thời. Hả? Mất trí nhớ tạm thời? Im coi cho nó nói coi nè. Vậy có cách nào điều trị không cô ba? Có nặng lắm không? Dạ, bị đập cho đầu nặng quá. Nhưng mà chúng ta phải theo dõi mới được. Mọi người để ý đi, Lam Chi chỉ quên Tâm Ý Tâm Anh thôi, chứng tỏ là bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà theo con quan sát con thấy chắc cũng không gì nguy hiểm đâu. Chỉ cần mình chăm sóc con bé cẩn thận. Nhiều người mắc vài chứng này, nhưng mà sau khi một thời gian thì hồi phục hoàn toàn. Vậy có nghĩa là không có sao đúng không? Dạ cái này mình phải theo dõi đến ngày mai mới biết được. Hứa là nó đừng có quên anh nha. Dù trong nói rõ hơn cho ba nghe. Đi. Làm Chi ơi. Hình như bạn thích con này hả? Hả? Vậy thì mình sẽ tặng cho bạn nghe. Ừ.
Bạn nói thiệt hả? Mình không mắc lừa bạn nữa đâu á. Lừa gì? Mình có lừa bạn đâu. Mình nói thiệt mà. Bạn còn thích thứ gì nữa không? Trên phòng mình còn nhiều con khác lắm á. Nếu mà bạn thích mình sẽ tặng cho bạn. Vậy mình lấy á nha. Ừ, bạn lấy đi. Dù sao thì mình chơi một mình cũng đâu có hết đâu. Bạn đã nói á, chúng ta là bạn thân mà, đúng không? Đồ của mình thì cũng như đồ của bạn, xài chung cũng đâu có sao. Bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. Bạn thích gì mình cũng tặng cho bạn hết á. Đi. Ờ, nhưng mà Lam Chi à, nãy giờ điều bạn nói là thiệt hết đó hả? Đã nói là thiệt mà đúng là cái đồ. Bạn có sao không Lam Chi? Sao trong đầu mình có hiện ra cái từ đồ hoài à? Đồ hả? Bạn muốn ăn đồ ăn gì hả? Không phải. Cái đồ gì ta? Đồ ăn hay là đồ chơi? Không phải luôn. Thôi mà kệ, bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. À, thôi tụi mình đi. Ừ, thấy mình đeo đẹp không? Ừ, đẹp lắm á. Nè, hai đứa ăn trái cây đi. Dạ, em cảm ơn chị. Hai đứa chơi vui quá à, sau này cũng phải như vậy nha. Dạ. Mà tối nay hai đứa muốn ăn cái gì nè? Chị làm thịt sườn cho em nha. Thịt sườn? Ừ. Bộ trước đây em thích ăn thịt sườn hả? Lam Chi bạn sao vậy? Cho con miếng sườn nha. Lam Chi bạn sao vậy? Mình không sao. Em có bị sao không Lam Chi? Em không sao, nhưng mà bây giờ em muốn lên phòng nghỉ một lát. Ờ, vậy bạn lên phòng nghỉ đi. Ừ, có đau quá thì kêu chị nha. Dạ. Sao mình lại bị gì ta? Rõ ràng là mình sắp nhớ ra một cái gì thì phải. Mình có cảm giác như mình không phải là mình thì phải. Tâm Anh ơi, bạn đâu rồi? Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Mấy cái này của Lam Chi mà, sao em lấy của Lam Chi? Em có lấy đâu, bạn nói cho em mà. Thiệt không? Thiệt mà. Cho thì được, chứ không có được lấy tùy tiện đâu nha. Nè, cho hồi nào vậy? Hả? Lam Chi? Mấy cái đó là của mình mà. Đừng có mà mơ. Cho con miếng sườn nha.